trong đó, còn ở đây đa số là mọi người chưa có học á, với lại hoặc là học lớp 1 thôi. Chú cho con hỏi là khi con nhận năng lượng của chú thì con bị buồn ngủ, có khi bị ngủ gật luôn, thì cái việc nhận năng lượng có kết quả không? Có kết quả với điều kiện là 5 phút đó, đừng có ngủ trước 5 phút. Mới nhận ra 3 phút có té là ngủ thì 2 phút kia không có nhận được. Hay là thôi kiểu khó ráng mở mắt nhìn vô trán chú lấy năng lượng và kìm đừng cho nó ngủ, là nhận xong là phải ngủ. Mà khi mà ngủ lúc đầu thì mình sẽ ngủ một thời gian, tại vì cái hệ thần kinh của mình nó yếu quá, cơ thể mình nó yếu quá, để cho em nhận năng lượng vào dễ ngủ lắm. À, một thời gian sau thì nó sẽ ổn định trở lại, thì nó sẽ không còn cái gì, cái trạng thái mà gọi là buồn ngủ nữa đâu. Mà buồn ngủ thì ngủ đúng giờ chứ không phải là nằm lâu ngủ đó đâu. Nó yên chí nha, chỉ cái ban đầu thôi. Rồi tiếp theo. Dạ, vậy là ngủ ngủ gật là không có nhận được đâu ạ. À. Cho nên là phải gắng kiềm tỉnh thức nha.